Nam Anh cầu cứu vì nam em đang bị bạn trai kiểm soát. Mới đây trên trang cá nhân, Nam Anh chị gái song sinh của nam em có dòng chia sẻ gây chú ý. Theo đó, Nam Anh cầu cứu vì nam em đang bị chồng sắp cưới là Bùi Hữu Cường kiểm soát, cô lập hết các mối quan hệ xung quanh, khiến nam em nghĩ không ai thương mình hơn bạn trai. Bây giờ Bùi Hữu Cường cô lập hết tất cả các mối quan hệ xung quanh nam em, giờ cả em tôi cũng nghĩ không ai thương bà ấy hơn ông Cường. Xin cứu cái gia đình tôi, sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa vậy. Được biết nam em và Bùi Hữu Cường công khai yêu nhau vào cuối năm 2023. Dù bạn trai bị cư dân mạng bàn tán về quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng nam em vẫn một mực tin tưởng, bênh vực đối phương. Nam em còn cho biết cặp đôi dự định tổ chức đám cưới trong năm 2024. Nói về tình yêu của em gái với Hữu Cường, Nam Anh từng lên tiếng ủng hộ. Nam Anh cho rằng từ khi Hữu Cường xuất hiện thì nam em khá lên và cô tin tưởng Hữu Cường sẽ chăm sóc bảo vệ nam em thật tốt. Thời gian qua, nam em liên tục livestream bóc phốt showbiz. Tuy không gọi thẳng tên các nghệ sĩ nhưng động thái của nam em khiến không ít đồng nghiệp của cô bị cư dân mạng gieo tên, khiến danh tiếng của họ bị ảnh hưởng không ít.